Game đầu tiên, Bơm Gia Lai là người cầm dấu bóng. Giao bóng lỗi kép, nhập cuộc không tốt từ phía Bơm Gia Lai. Bơm Gia Lai thì sở trường là những cú giao bóng nha mọi người. Nó giao bóng hai nhiều khi còn mạnh hơn bóng một nữa nha mọi người. Giao rất là khó chịu. Mọi người thấy Dương Đắc Lắc đỡ hụt bóng kìa mọi người ạ. À. Bình Luân Viên quảng cáo không sai á mọi người. Bình Luân Viên đã đối đầu với Bơm Gia Lai rất là nhiều lần rồi. Giao Bình Luân Viên return không được luôn nha bà con. Giao khó chịu lắm. Đứng tỉnh. Gia Lai giao bóng quá dị quá. Bóng một cái dao đã sấm sét rồi. Đó, anh Đạt Phước Thu đỡ cũng không được luôn. 30-15. Cái dao bóng 2 mạnh hơn bóng 1 nữa. Có hai tay dao bóng rất là quái dị ở Gia Lai, đó là Dương Thanh. Thanh Gia Lai và Bơm Gia Lai. Tấn công rất rác từ về Dương Đắc Lắc thưa quý vị, liên tục những pha bắn bóng quá hay của Dương Đắc Lắc. Bắn thẳng vào vị trí của Bơm Gia Lai đang di chuyển lưới, đánh rất tự tin từ về Dương Đắc Lắc. Không em muốn đi. Dương Đắc Lắc phong độ đang cực kỳ tốt luôn. Anh có ly rau má rồi. Hay quá, gặp đôi Trí Lâm Hà và Bơm Gia Lai bắt lưới quá hay trong pha bóng vừa rồi, và tỷ số đã được nâng lên 40-30 cho cặp đội Bơm Trí. Một bóng lỗi. Dọc giày quá đẹp của Dương Đăng Lát. Một pha đánh 10 điểm không có nhưng của Dương Đăng Lát. Đừng có nhìn thấy thể hình của Dương Đăng Lát anh mẩm mỉm như vậy, nhưng mà anh đánh phê lắm nha bà con. Riêng cái càng bo hen không là gần 900 điểm rồi đó, chưa kể những cú khác. 40 đều bóng vàng, cơ hội bẻ break đã tới cho Dương Đắc Lắc và Đạt Phước Thục. Cãi vào bóng quá hay ngay từ cơ hội đầu tiên thì Dương Đắc Lắc đã tận dụng được ngay và nâng tỷ số lên 1-0 nữa. Vậy một pha đánh rất tự tin, bóng cắm chân Bơm Gia Lai luôn. Cãi vào bóng quá hay của Dương Đắc Lắc, chúng ta hãy chờ xem diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Ngay từ game cầm vào bóng đầu tiên thì cặp đôi Đạt Phước Thu và Dương Đắc Lắc đã có được break. Hai đội tạm đổi sân. Game tiếp theo chắc chắn là Dương Đắc Lắc sẽ là người cầm dấu bóng. Anh là kèo chủ lực ở bên phía này thì chắc chắn anh sẽ cầm dấu bóng rồi. Và Đạt Phước Thu chắc chắn là sẽ bám trụ trên lưới. Bên kia thì trận playoff cuối cùng ở sân bên cạnh đang được diễn ra giữa Kỷ Hà Tiên và Trung Kỳ Hoa. Đối đầu cùng với Cua Cà Mau và Hùng Remix. Vô. Ba mươi không, vẫn chưa có gì khó khăn. Tâm lý rất tự tin khi bè có được break từ rất sớm. Mình luôn nghĩ là Dương Đắc Lắc và Đạt Phước Thu sẽ rất là thuận lợi ở cái trận này. Yếu tố tâm lý sẽ không có bị yếu tố tâm lý kèo lệch. Tại vì anh Đạt Phước Thu mà khi có vốn thì anh sẽ đánh tự tin hơn. 30-15 tỷ số được rút ngắn. Cú running forehand không thành công của Dương Đắc Lắc. Mặc dù là rất hay từ vị trí Lâm Hà và tỷ số đã được sang bằng 30 đều.
cặp đội Trí Lâm Hà và Bơm Gia Lai đang rất là nỗ lực để đòi lại cái game vừa rồi. Bên kia tiếp tục phòng thủ hai phòng. Hay quá. Hay quá. Dập bóng liên tục từ phía Dương Đắk Lắc thưa quý vị. Trọng tài xác định bóng ngoài rồi và 40-30 cho cặp đôi Đạt Dương. Trả cho bóng thông qua lưới rồi, vậy là không có break và tỷ số đã được, không có cơ hội giành break và tỷ số đã được nâng lên 2-0. Game tiếp theo thì Trí Lâm Hà là người cầm giao bóng. Thế trận đang khá là dễ dàng ở đầu trận đấu của vòng 1-32 này cho cặp đôi Đạt Phước Thu và Dương Đắk Lắc với những pha tấn công rất rác từ phía Dương Đắk Lắc. Trả giao bóng ra ngoài 15-0 cho cặp đôi Bơm Trí. Buồn bóng chính xác thưa quý vị, tỷ số bây giờ là 30-15. Quá hay. Một cú swing volley passing giữa sân quá đẹp của Dương Đắk Lắc và mọi người xem lại pha quay chậm, một pha đánh cực đẹp và sở trường của Dương Đắk Lắc. Pha đánh khiến vào giữa hai vận động viên bên kia, khiến cho hai vận động viên bên kia hầu như là đứng hình luôn, mặc dù họ đã lên lưới rất là nhanh rồi, vẫn không phản xạ kịp. 30 đều. Bắt vô lê quá dài rồi, đó là quyết định chính xác của trọng tài mọi người nhé. Và 30-40 và hai break point, hai cơ hội để gia tăng cách biệt cho cặp đôi Dương Đắk Lắc và Đạt Phước Thu. Phong độ quá tốt của Dương Đắk Lắc, anh đánh hầu như là không biết hư luôn mọi người ạ. Vừa nói xong thì một pha né trái đánh phải không tốt mọi người ạ. Tennis nó kỹ khen hay sao mọi người ạ. Một cơ hội giành break đã trôi qua. Tennis nó kỳ khen hay sao, cứ khen là đánh hỏng, mình luôn yên để ý rồi. Mà từ lúc mình luôn thành cái nghề livestream này là tới bây giờ là nó vậy. Và vô lê ra ngoài rồi, một pha đánh thẳng vô lê và mặc dù là Bơm Gia Lai đã phản xạ và bắt vô lê ngồi rồi, tuy nhiên thì bóng mạnh quá nên quát vợt luôn. Và tỷ số bây giờ là 3-0 cho cặp đôi Đạt Dương và game tiếp theo Đạt Phước Thu sẽ là người cầm giao bóng. Thế trận đang rất là chồng chất khó khăn cho cặp đôi Bơm Gia Lai và Trí Lâm Hà. Em tên gì ạ? Đạt. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhà vương mây ai. Con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai. Một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau dấu tim vẫn còn mang tên. Chỉ là dấu. Giải xong về Đồng Nai chơi anh trai. Giải xong đi kiếm tiền trả nợ chứ về Đồng Nai chơi gì nữa. Nói chứ thằng Thùy nó bắt đi công tác vào thứ hai á. Xin chào Danny Nguyễn nha. Hỏi cô Phúc ở sao nó bị sao vậy á. Ok. Dường nó lắc bắn quá bắn rồi mọi người ạ. Trời ơi, Đạt Phước Thu vô bóng đá vậy.
và quá dễ dàng cho Dương Đắk Lắk để dứt điểm đầu lưới mọi người nha. Tỷ số bây giờ là 15-0. Dạ đúng rồi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Return quá dài rồi, vậy là tỷ số đã được nâng lên 30-0. Xin chào chị Nguyễn Thị Thùy Linh. Bơm cố lên, chị Thùy Linh đang cổ vũ cho cặp đôi anh Bơm và anh Trí Lâm Hà. 30-0 mọi người nha. Một bóng lỗi. Nếu mà anh Đạt Phước Thu mà anh giao bóng mà cứ giữ phong độ giao như thế này thì Bình Luân Viên nghĩ là sẽ rất là khó khăn cho Trí Lâm Hà. Dọc dây và trọng tài xác định bóng tốt mọi người ạ. 30-15. Và đánh bắt bài rất hay của Trí Lâm Hà. 3-0 và 30-15. Chỉ cần mà anh Đạt Phước Thu anh giữ được cái game này thì coi như thế trận khá là an bài mọi người nhé. Một bóng lỗi. Quá dễ dàng cho Dương Đắk Lắk thưa quý vị. Và đánh một cú return Bình Luân Viên nghĩ là địa chỉ nó không có rõ ràng từ phía anh Bờm Gia Lai. Đánh hơi thiếu tự tin rồi. Chuyện này là bình thường mọi người ạ. Tại vì rơi vào tình trạng mà ngân hàng ngưng cấp vốn kiểu này thì đánh nó cũng không còn vốn để mà đánh nữa mọi người ạ. Bắt buộc phải giữ. Lưới chưa bao giờ là sở trường của Dương Đắk Lắk cả. Và xử lý không tốt của Dương Đắk Lắk. 40-30. Vẫn còn cơ hội gia tăng cách biệt và vẫn còn cơ hội cho cặp đôi bên kia. Chị Lê Thị Điệp bự đánh bao nhiêu? Đây là trình 1.500. Cái trình điểm mình luôn nguyên để trên cái bảng tỷ số á mọi người. Cái trình đợi và số vòng đấu luôn 1.32 nội dung đôi nam 1.500 ở trên cái bảng tỷ số đó. Trời ơi, may quá mọi người ạ. À, bóng nó chạm lưới rất là sâu mà nó vẫn bò qua, nó không phải văng qua mà nó bò, nó leo lưới qua luôn mọi người. 40 đều bóng vàng. Không được rồi. Trời ơi, mất rét rồi, bò kho rồi. Rất có thể vỡ trận mọi người ạ. 4-0. Phải trận nào mà nó cũng 4-5-0 về Bình Luân Viên duy tóc dài với Bình Luân Viên Bobo chắc khỏe dữ lắm mọi người ạ. Khỏe re luôn, đội live stream cũng khỏe lắm. Vỡ trận rồi mọi người ạ. Eco vang dữ bồ ơi, nghe eco nhiều hả? Ok, để đội live stream cùng với Bình Luân Viên sẽ kiểm tra lại eco nha. Đâu? Bình Luân Viên nghe vẫn ổn mà. Chắc là do đường truyền mạng của anh Tuấn nó bị lát á, nên nó bị eco á. Như Bình Luân Viên vừa mở máy nghe vẫn ổn. Trời ơi, thằng Dương bây giờ nó có vốn mà nó đánh quá trời bà con ơi. 0-15. Thằng Dương bây giờ nó có vốn rồi, nó được ngân hàng cấp vốn sâu quá rồi, nó đánh quá xá trời đất rồi. Thằng Dương mà nó có vốn mà đánh không chịu nổi với nó luôn nha mọi người. Quá hay, một pha đè bóng cực tốt của Dương Đắk Lắk. Bóng vẫn nằm trên baseline mọi người ạ. À, 0-30. Vỡ trận rồi mọi người. Rất có thể cặp đôi Bờm Trí nhập cuộc thì cũng khá là tốt, nhưng mà họ có nguy cơ bị vỡ trận rồi. Xin chào chị Huỳnh Phương Nguyễn nha, anh Nghĩa Huỳnh và tất cả các khán giả đang theo dõi trận đấu này. Sân rất là đẹp đúng không mọi người? Livestream được thực hiện bởi Team Nova Media. Rồi xong rồi, 0-40 luôn rồi. Xong rồi. Trận này thì không biết phải bình luận sao rồi đó. Thế trận nó hơi bế tắc một chút xíu rồi mọi người ạ. Wow, vào bóng ép trái rất khó chịu của Bờm Gia Lai. 40-15. Vẫn còn sống, một break point đã được cứu. Vẫn còn tới 3 break point nữa lần. Chứ để đối phương lên 5 là coi như bên này vỡ trận chắc luôn rồi. Đã vào bóng ra ngoài. 40-30, hai break point đã được cứu rồi. Nếu có break point thứ tư thì chắc chắn nó cũng lọt vào tay của Dương Đắk Lắk. Và Dương Đắk Lắk sẽ làm gì đây để lấy thêm cái break cho thế trận nó an toàn đây? Và Bờm Gia Lai sẽ làm gì để tìm kiếm game thắng đầu tiên cho cặp đôi của mình? Dài. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhà vườn. Con đường ngỡ như chuông.
một bóng lỗi. Hai bên. Trời ơi là trời. Hai chị em sinh đôi luôn. 5-0 luôn rồi. Em ơi. Tôi tiếng anh lên đường. Trời hôm nay mưa nhiều lắm. Vẫn buông ra bao lần. Nam. Chắc phải hát bài đó thôi. Kêu hai em kia ra ngoài luôn Nam. Tôi tiếng anh lên đường. Trời hôm nay mưa nhiều lắm. Chắc phải hát bài đó thôi chứ hát bài gì bây giờ 5-0 rồi còn nhà mình còn gì đâu. Bài cửa bài nhà hết trơn rồi. Bài cửa bài nhà hết trơn rồi, 5 nhớ. Cánh cửa vào vòng 1-16 đang rất là rộng mở đối với Dương Đắk Lắk. Khi anh có break và anh lên 5 trước luôn mà bên kia chưa có bàn nào và anh lại là người cầm dao bóng tiếp theo nữa. Và việc mà chiến đấu với cái nắng gần 40 độ C ở Sài Gòn thì chắc chắn là không ai muốn kéo dài trận đấu để tiết kiệm sức lực cho các vòng sau. Trận nào mà ăn được 6-0 là bước vào vòng này là ăn luôn mọi người ạ, à, không có cho bàn nào hết. Mà giải thưởng lần này cũng rất là phê. Nên chắc chắn. Trời ơi. 15. Giao bóng lỗi kép. Bệnh này nó dễ lây quá bà con. Cái bệnh giao bóng lỗi kép này sáng giờ nó lây hơi nhiều nha. Quá dễ dàng cho Dương Đắk Lắk. Và lớp bóng không đủ sâu và không đủ để làm khó cho Dương Đắk Lắk. 15 đều. Xin chào chị Nguyễn Như Phương nha. Lần này thì bóng lớp đủ sâu rồi. Dương Đắk Lắk đã lùi rất sâu để cứu vào bóng vừa rồi. Phòng trọng tài xác định bóng tốt thưa quý vị. Pha đánh bắt bài của Dương Đắk Lắk nhưng Trí Lâm Hà phản xạ rất nhanh trong pha bóng vừa rồi. Và xử lý chính xác của Trí Lâm Hà. Mái lìa không kịp luôn mọi người, đánh nhanh quá. Nếu Bình Luân Viên là không có cái góc mái lìa này nha mọi người. Tại vì chỉ có một mình Bình Luân Viên solo thôi thì không thể nào mà đáp ứng được hai một góc máy chính, một góc máy lìa như thế này. Bóng ngoài rồi. 15-40. Và cơ hội để có được game thắng đầu tiên cho Bơm Gia Lai và Trí Lâm Hà. Vậy là chưa có hát bài truyền thống Tôi Tiễn Anh Lên Đường được mọi người ạ. Hello gần. Wow, một pha dục trái cốc chạy lên lưới và sau đó thì anh Dương anh ăn nguyên trái ổi luôn ném lại mọi người ạ. À. Một cú passing chéo sân được Trí Lâm Hà nhẹ nhàng tung ra và đánh 10 điểm không coi nhưng của Trí Lâm Hà. Pha quăng trái cốc chạy lên và dĩ nhiên là có một trái khác quăng trở lại ngay. Trình này 1.000 năm thầy thợ cũng nhiều rồi mọi người ạ. À. 1.500 điểm thì thầy thợ cũng nhiều rồi. Dục cái ổi chạy lên là không xong đâu nha mọi người. 1-5. Trí Lâm Hà cầm dao bóng. Trí Lâm Hà và Bơm Gia Lai đã có được game thắng đầu tiên trong trận đấu này. Trận đấu vẫn còn ở phía trước. Xin chào anh Lê Nam Trang nhé, anh Linh Triệu Phong và các khán giả. Những khán giả vô cùng quen thuộc của YouTube dài phản công. Trời ơi. Mọi người thấy gì không? Dương Đắk Lắk đã quá sung rồi. Một pha đè bóng và sau đó là một cú swing volley sở trường nữa quý vị. Và đánh quá đẹp liên tục là trận đấu này Dương có những cú swing volley quá đẹp. Tỷ số bây giờ là 0-15, 1-5 và 0-15. Ưu thế vẫn hoàn toàn nghiêng về cho cặp đôi anh Dương và anh Đạt. Không 30 giao bóng lỗi kép từ phía Trí Lâm Hà. Dường đánh rác quá, dường như cặp Bơm Gia Lai và Trí Lâm Hà hơi bị ngợp một chút xíu mọi người ạ. Họ vẫn chưa bắt nhịp được và vẫn chưa theo kịp bóng của Dương Đắk Lắk. Liên tục những pha bắn phá rất là dữ dội.
trả vào bóng không qua lưới. 30-15. Xin chào chị Khanh Star nha. Ờ, chị Vân Star nha. Bé Vân nó vào nó xem live stream mà mình cứ nhớ là Khanh không à, đọc Khanh Vân thì mình cứ gọi Khanh không à. Trời ơi, 4 gì em xin đôi 15-40 và rất là nhiều match ball đã thuộc về cho cặp đôi Đạt Dương. Bên kia vỡ trận rồi mọi người, 4 gì em xin đôi liên tục luôn. Nhà không có gì ngoài giao bóng mà giao 4 gì em xin đôi. Không biết có 6 gì em xin đôi không ta. Bóng không qua lưới rồi. 30-40. Một match ball đã được cứu, 40-30. Trời ơi, một cú return như tác vào mặt người yêu cũ để kết thúc trận đấu này. Một trận đấu khá là dễ dàng cho Dương Đắk Lắk và anh Đạt Phước Thu với tỷ số là 6-1. Để tiết kiệm sức lực cho các vòng đấu sau, một cú return forehand winner quá đẹp của Dương Đắk Lắk thưa quý vị. Bóng một mà nó đánh mất hình luôn mọi người ạ. Đánh thế thì ai mà chịu nổi. Thôi Bình Luân Viên xin phép đóng trận đấu này lại để chuẩn bị cho trận sau mọi người nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Trận sau thì sẽ có sự xuất hiện của anh Ngữ Năm Cu, nhà đồng tài trợ cho giải đấu lần này.